chúng ta chuẩn bị bắt đầu từ chữ G nha các bạn. Thì mình bấm thời gian 1, 2, 3. Chữ G. Cái gì đây? Cây ghế. Cái gì đây? Cây ghế, cây xanh có rồi. Lấy đâu được đâu. À, gói cho vào nha. À, gói Anijonoto. Được, được. Đang trước. Rồi, cái gì đây? Cái chén. Chai, trời ơi, nước tương. Cái gì đây? Bơ, biết gì đây? Chữ G nha. Chữ G các bạn ơi. Kiếm chữ G lờ ke. Chữ G khó phải liền. Cái ghế thì muốn lấy cái ghế thì bỏ vô cái bao à. Chữ G. Rồi, chuẩn bị gần 1 phút rồi, 30 mấy giây rồi. Nhanh vậy. Oh shit. Rồi, chạy lên trước. Lấy cái gối trước đi. Chủ nhà chuẩn bị xuất hiện. Lấy cái gối trước đi. Còn 10 giây nữa. 9 8 7 6 5 à, con 4, dao, con sao? Con 3, sao? Con dao không phải. Oh, 1, chủ nhà xuất hiện. Rồi, chủ nhà xuất hiện rồi. Trò chơi chỉ có 3 phút thôi. Thằng chủ nhà ra lại hết 2 phút luôn. Lẹ đi. Chủ nhà này nó rảnh quá. Vừa tôi thấy làm gì đây? Anh ta đang lấy giấy, gì? Giấy hả? Ok, giấy, chủ nhà đi ngang quá. Cách nhau 2 mét. Đóng cửa lại. Rồi, chủ nhà đi qua rồi. Hên quá. Giấy vệ sinh. Anh ta đang lấy gì đây? Lấy gì chữ G? Kem đánh răng sao? Lăn nách. Khó đấy nha. Oh my god. Giấy. Rồi cái gì? Tiếp đi. 1 phút rưỡi rồi. Nước giấm. Quên nước giấm. Anh ta chỉ còn khoảng chừng 1 phút 30 giây nữa. Ok. Bây giờ 1 phút 45, 48 giây. Giấm nha. Giấm cái gì? Muối tiêu mà giấm gì? Nhưng mà cái khu này cái mất nước giấm rồi. Mất nước giấm thì tìm nước giấm đi. Đừng lấy muối tiêu. Nhưng mà không có nước giấm. Thì tìm. Không có phải tìm. Rồi. Ai chơi gian vậy? Cặp chữ G này là sau nữa mày ơi. Còn gì nữa không vậy? Trời ơi, trước mắt luôn. Cái gì vậy? Không biết. Ồ, quá trời đồ luôn. Anh ta liệu anh ta đang tìm gì đây? Cô test chăng? What the fuck? Dao cầu rông. Chai ô long rồi. Chai ô long. Ủa chữ G khó quá anh em ơi. Cần gợi ý không? Cái dép. Cái dép không được. Oh shit. Sao vậy? Chết rồi. Anh ta còn 30 giây nữa kết thúc. Chết rồi các bạn ơi. 30 giây. Điểm ngược rồi đó. Còn 20 giây. Thôi lấy cái ghế luôn đi. Thôi lấy ghế. Rồi không còn tay lấy đồ nữa. Khờ quá. Còn có 10 giây gợi ý nè. 10 giây gợi ý. Chết đồ rồi, vật nào rồi, có in chữ G là lấy luôn. Đâu? Không có nào in chữ G là lấy lẻ. Đâu, rồi, cái nào 3, cái 2, 1, hết giờ. Chữ G khó như trâu. Đâu? Trời ơi, khổ mẹ ơi, khó quá, chữ G khó quá, mình dở rồi, mình coi lấy chữ G đó mình dễ hơn. Chữ G là dễ. Yeah. Và phần thi vừa rồi của Bảo Ren đã trải qua, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với người cuối cùng, không ai khác và xa lạ, đó chính là chàng trai mụm mỉm mập mạp múp míp của chúng ta. Anh ta đã đi từ Nhật về. Anh ta đã chuẩn bị bắt đầu cho cuộc thi này chưa? Sẵn sàng. Chứ anh ta đã sẵn sàng. Cái bao của người ta có 3 gang thôi, anh ta lấy cái bao 30 gang à. Trời ơi, cái bao này đi hốt đồ ăn về hả trời? Ôi, chữ cái của anh ta là cái gì? Sau đây chúng ta sẽ dỡ ra nè. Chữ xe. Đây là một chữ cái khá là đơn giản. Rồi ví dụ như con cu của anh ta. Anh ta có thể lấy nguyên con cu. Bây giờ cây nó cái. Không được. Trên gian vừa phải rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu với cuộc thi của chúng mình luôn nhé. Bấm. Rồi bắt đầu. Rồi. Nhanh. Chữ xe thì khá là nhiều. Chữ xe là khá là nhiều. Phải suy nghĩ ra. Rồi cái gì. Anh ta đang Cái chén được. Rồi, tiếp tục là cái gì? Đũa. Rồi, chữ xe khá là nhiều đấy chứ. Đâu? Cái chảo được luôn. Lấy cái chảo luôn. Rồi, cái chảo được. Rồi, cái gì tiếp theo? Cái gì không? Đó, anh ta sẽ mở tủ lạnh tiếp theo. Đó, cái gì trong tủ lạnh đây? Dưa leo không phải? Dưa leo. Cái gì trời? Cái gì đây? Không phải chiếc dép. Mau, chiếc dép không phải. Rồi, 46 giây rồi, còn 14 giây nữa chủ nhà sẽ xuất hiện và anh ta sẽ bị hạn chế. Chìa khóa được luôn. Rồi.
Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Con chuột được luôn, con chuột được luôn. Con chuột được luôn. Con chuột nhưng mà con chuột phải gỡ, con chuột phải gỡ. Con chuột kia. Con chuột kia. Rồi. Rồi anh ta đi chạy kiếm con chuột nào trong phòng. 1 phút rồi, chủ nhà bắt đầu. Rồi chủ nhà đã bắt đầu đi giao lưu trong căn phòng của mình. Con chuột. Rồi, cái gì nữa? Cái gì nữa? Rồi, đồng hồ cát. Hợp lý luôn, 1 phút 25 giây rồi. Anh ta sẽ lấy được cái gì tiếp theo nữa không? Chữ C khá là nhiều. Chai nước được luôn, chai nước được luôn. Rồi, anh ta đang lấy khá là nhiều. Đây một chữ cái có thể khiến cho rất là dễ dàng. Rồi, chủ nhà đứng ngoài cái mèo này nè. Người ra đi chủ nhà nó bắt mèo nè. Ok. Rồi. Tiếp tục. Bàn cờ. Ui, được. Khá là nhiều dụng cụ để lấy ấy. Rồi, còn cái gì nữa? Cái bình xịt phải. Không được. Rồi, 2 phút trôi qua và anh ta chỉ còn 1 phút thôi. Cái gì tiếp theo? Rồi. Tiếp tục mau đi. 2 phút 7 giây. Mình chơi chủ nhà. Cạo râu. Rồi cạo râu. Chết rồi. Cái ông chủ nhà này cũng bị lỗi kỹ thuật rồi. Quyết định này. Chủ nhà lỗi kỹ thuật rồi. Đi ra chỗ khác chơi. Mau đi để cho nó bắt đầu lấy tiếp nè. Rồi mập. Muốn đi lẹ đi trời. Rồi. Chủ nhà mày tôi muốn làm gì ta đâu. Rồi ok, mập mon chuẩn bị bắt đầu. Mập mon sẽ thêm 20 giây nữa. Chuẩn bị bắt đầu. Rồi đi đây. Quỷ đền này. Quỷ đền này. Thời gian tốn thời gian quá. Mau mon đi nè. Rồi đi đây. Mập mon đi đây. Rồi mập mon đi ra kia đi. Rồi 55 giây. Cố lên. 20 giây bắt đầu rồi. Còn lấy thêm cái gì nữa. Lấy thêm cái gì lấy đi. Hết rồi. 15 giây. Em quên. 10 giây nữa. Rồi, mau. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Đây, anh ta đã lấy được khá là nhiều đồ, mình thấy nhiều vãi cái liền nhiều luôn rồi các bạn ơi. Ok. Chủ nhà ăn dây chứ. Chủ nhà ăn dây, chủ nhà người ta muốn đi đâu người ta đi. Đi đâu như bọn mày phải đứng lại 5 giây. Ờ, chủ nhà ta có quyền. Kê giao cái đầu rồi. Giao cái đầu nói gì? Đúng rồi, giao cái đầu là đứng 5 giây. Đứng 5 giây người ta đi qua lại đó. 5 giây gì vậy? Thôi, em ghen quá. Thôi, chút xíu thua, cho nó thua, cho nó bị phạt. Đúng không? Ta đứng nè, đếm nè. Một, hai, ba. 8 giây luôn á, mà nó không chịu chạy ra. Không chạy ra thì đứng kẹt nó luôn chứ sao vậy? Vừa rồi là băng cướp thế giới của chúng ta đã gom được rất là nhiều đồ ở trong căn phòng của anh em Wi-Fi rồi các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ phân chia ra xem ai là người thắng cuộc cho các bạn ơi. Người đầu tiên đó chính là Dũng Huy. Dũng Huy mang những vật dụng của mình ra xem qua là Dũng Huy đã lấy được gì trong cuộc ngày hôm nay. Một cái nón tên từng cái luôn. Chữ N. Chữ N. Cái nồi. Rồi cũng được, cái nắp được. Cái gì đây? Cái nắp chai. Rồi, cái nắp chai nắp nồi. Cái tai nghe. Tai nghe được luôn. Hết rồi. Mấy sản phẩm. Hết rồi. Cái gì nữa không? Đến sản phẩm. Bỏ vô bao lại. Rồi, 3, 4. Rồi, bỏ vô bao lại, mất công là bị nhầm. 5. Bỏ vô bao lại. 1, 2, 3, 4, 5. Tụi quá trời luôn. Ok. Siêu bị phạt chắc luôn. Rồi, bây giờ đến đây. À, đến anh Hiệp. Rồi, anh Hiệp sẽ là cái gì đây? Cái bàn. Rồi, cái bàn. Nút bạc. Ba lô. Toàn là cái to mà các bạn ơi. Cái bị. Rồi, cái bàn. Báo. Áo bông. Băng keo. Bút. Rồi, chữ B anh Hiệp. Bình xịt. Đây là chữ B nha các bạn ơi. Bình giữ ấm. Rồi. Ok, và bỏ vô để bao nhiêu cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Vô cho. Rồi, dẹp ra.
sau đây đến định mệnh chữ T nè. Rồi đây định mệnh chữ T, đây là thước. Cây thước. Lại cây thước hả? Ủa, cái này cây thước à? Ờ, ra luôn. Trứng cút. Định mệnh lại mấy cái nhỏ nhỏ. Cái túi, túi quần á, túi quần á, cái túi, nghe không? Cái túi nó lấy một cái quần ở trên dèo. Cái to. Cái to, rồi. Ok. Tiền. Tiền, tiền giả. Nước tương. Nước tương, rồi. Cái tâm. Cái thẻ nhớ. Đồ lọc thẻ nhớ. Rồi, đồ lọc thẻ nhớ. Cái thẻ nhớ. Rồi, được luôn. Cái tai nghe. Tai nghe, rồi. Còn cái tâm của ông đâu? Cái tâm. Mắt là ông chơi nha. Đây. Trong video mà có. Không biết người ta mà. Rồi ok, bây giờ đếm đồ vô đi. Là đếm đồ vô đi anh em. Thôi mất một món thua ba. Hết rồi. Có. Không nhiều rồi, nhiều rồi. Không đâu. Không mất một cái cũng vậy á. Rồi. Phải hơn nhau. Ok, một nè. Một. Là một nè. Không có. Không thấy là một nè. Rồi có cái tao có cái tầm. 2 3 ba. Ba đó, bốn, năm, mấy cái đồ nhảm nhí, sáu, bảy, xí, rồi, xí. Tám. Em tưởng là phải đồ vật chứ sao lại chín, kia đồ ăn rồi. Không, được, cái gì nữa. Mười, rồi, bàn anh hiệp đô bi. Năm, bốn, tiếp đến nào, đến ông, để đông chứ đi, đông chứ đi. Rồi, một mon, mon nhiều vãi liền luôn đó các bạn ơi. Rồi, mà bắt là chữ gì? Chữ xe. Rồi, bàn cờ. Cái chai. Chai nước. Rồi. Cái cốc. Cái cốc. Cốc được. Cái cốc. Cái cốc. Cái cao. Không, cái cao được. Được. Cuồn giấy. Cuồn giấy. Có lẽ định phải ở trong phòng anh là mộng nó không lấy được gì nhiều đâu. Đi ngang chìa khóa. Chìa khóa. Kêu mình chân gian á. Đi phải đứng lại. Ê, mình đi phải đi nè. Đi gì nè. Mình đi 5 giây. Cái chỗ đó chống 5 giây. Đầu không chịu đi. Chống cái gì? Chống 5 giây là được đúng không? Vừa đi qua cái nó qua lại. Chống gì không? Rồi thôi thôi thôi. Rồi tiếp đi. Con chuột. Con chuột rồi. Khá là nhiều đó các bạn. Cái chảo. Cái chảo. Rồi. Chuột này chân gian nè anh Hiệp. Tự nhiên nó nghe. Chuột này đáng lẽ nó nằm ở trong cơ thể của em. Nó ngồi ra đây là ổng mất. Rồi. Cái chén. Cái chén. Đồng hồ cát. Đồng hồ cát. Đồ cạo râu. Đồ cạo râu. Rồi. Chồng của anh nhiều chứ cờ chứ luôn. Rồi bỏ vô. Cái phòng anh bớt mẹ cái cửa phòng đi. 1 2 Cái này ướt hư á. Để qua đây nha. Rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Khoan, tôi còn cái có chữ cờ. Cái gì nữa? Gì vậy? Có chiếc cờ. Tào lao không? Sai. Người ta phải bỏ vô bao. Nghe. Không bỏ vô bao không bao giờ tính. Đúng không anh Hiệp? Nếu mà nói vậy phải không? Bao này là có. Mày cái gì vừa vừa đó. Em bỏ vô bao này. Thôi rồi. Về là một bao cũng được 10 cái. Bỏ tay. Vậy là một bao cũng bằng ông Hiệp với quyết định rồi. Rồi tới mình. Mình là to nhất rồi. Mình đầy bao luôn nè. Đó. Mình đầy bao luôn nè. Rồi ok. Cầm nha em. Đầu tiên là cái ghế nè. Còn bao không? Còn chúng ta ghế bầu cái bao vậy? Đây. Mình không tính không? Mình là chữ G. Ghế. Cái hoành tráng nè. Cái ghế. Ghế không? Mình lấy cái nhiều tiền không à? Mình đâu lấy cái ít tiền đâu. Cái ghế 3 chiều. Đó. Cái gối. Gối nhiều. Cái gối. Gối 2 chiều, 5 chiều. Thấy chưa? Đó, 2 cái. Rồi tiếp theo. 2 cái. Tiếp theo là cái gì? Cái số thôi. Ba đó không chị. Cái gì ạ? Giấy, giấy hết rồi, hết giấy rồi. Giấy. Rồi. Gói. Xong lấy có bột ngọt, có đường, có tiêu, lấy hết đi. Ừ. Không, lấy được một cái hả? Gói, mì gói nghe nó rõ hơn, chỉ gói cà no. Đây là bịch cà no. Tiếng gói cà no. Cái gì nữa? Gói mì, lấy luôn chứ. Đếm
đếm đã, đếm đã. Ở 4 cái à? 1 chiều, 2 chiều, 5 chiều rồi nè. Này nó 5 triệu 4 rồi. Rồi 4 cái rồi, bị phạt rồi. Bị phạt rồi. Vậy anh em mình tính này là cái này là cỡ 1 tỷ nè. Cái quần này là 10 năm chưa giặt nè. Đó. Quá chị nhớ là cuốn má thú thiệt cũng hết. Nãy em thấy mà quần nè. Túi đồ má má. Giặt luôn á. Giặt luôn. Mới mặc hôm qua nghe là cái vừa mới mặc hôm qua. Mà bây giờ nó mặc cái quần mới có nghĩa là cái quần này nó hôi rồi. Mặc đi chơi vô. Thôi lý phải. Cũng là rồi. Các bạn và vừa rồi thì anh em của tụi mình đã trải qua và mình là người được ít nhất thì bây giờ họ mấy ông phải phạt mình các bạn ơi. Rồi. Phạt gì đây? Phạt gì? Rồi cho anh em phạt luôn, phạt gì? Bún tôm từ đây xuống lầu đi. Phạt trồng cây chuối đi 10 bước. Đấy. Nè bổng ơi. Ồ không không. Cho các bạn chín ngủ. Phạt gì? Phạt gì? Nhảy sexy dance. Nhảy sexy dance. Ờ sao? 1 tiếng. Một nhảy sexy đen. Rồi nhảy sexy đen luôn mày ơi. Hình phạt của Wi-Fi ha. Anh em mình đưa ra rồi sexy đen. Chuẩn bị mở nhạc lên cho. Mở nhạc này chuẩn bị rồi. Phải nhảy sexy ra sexy nha. Ok và bây giờ là mày nhảy sexy đen của Bảo Diên. Cái gì không mình ngủ à. Cái đầu mình... cái động tác cũ cờ heo gì vậy? Sexy lên. Sexy lên chứ. Sao mạnh bảo thế? Cái này không phải là lên tên đó. Đường công đâu? Phải như định mệnh đường công. Đường công đâu? Phải đường công như định mệnh. Sao kiểu gì vậy? Mình chịu hình phạt vui vậy thôi, được rồi. Mấy ông này cũng khoái lắm. Thiệt luôn, mình cởi áo lên mấy ông khoái ồ lên liền à. Thì có làm video rồi thì các bạn, mình mong các bạn sẽ thích đoạn video anh em của tụi mình sẽ chơi những trò chơi rất là thú vị và rất là vui. Thì vừa rồi là một màn game có tựa đề là băng cướp thế giới và anh em của Wi-Fi đã thực hiện. Thì mình mong là các bạn sẽ thích và hãy like và comment cho những video đằng sau cũng như là ủng hộ anh em Wi-Fi nhiều hơn cho các bạn. Bye.